Hôm nay, lớp 4D của trường tiểu học thị trấn Vĩnh Thạnh chỉ có 5 trong số 32 học sinh đến lớp. Thầy Trần Văn Chức, giáo viên chủ nhiệm lớp cho biết, hiện lớp có 5 học sinh F0 và 22 học sinh F1 thuộc diện cách ly. Sĩ số không đảm bảo nhưng việc dạy và học vẫn được tiến hành theo các giải pháp đã được nhà trường đề ra. Đối với học sinh là F0, F1, các em sẽ nghỉ học tại nhà. Giáo viên sẽ giao bài tập online và kiểm tra online cho các em. Sau khi điều trị khỏi và đi học trở lại, các em sẽ được giáo viên dạy phụ đạo những kiến thức quan trọng. Ngày hôm qua hôm kia thì cũng đông, ngày nay thì số ca tăng mạnh cho nên các em đi tầm soát và các thứ nhà khá nhiều, nên giờ chỉ còn một số em. Thì đối với những em này thì tôi vẫn cứ tiến hành lên lớp, nếu như mà ngành y tế không cách ly tôi thì tôi cũng mới vừa test xong cũng âm tính, nhưng mà khoảng cách của tôi với những em F0 nó tương đối xa, cho nên là y tế không cách ly tôi, cho nên thì tôi vẫn cứ lên lớp bình thường, vẫn dạy cho các em. Thì đối với những em mà bị Covid ấy, thì nó không có trực tiếp đến lớp được, thì tôi sẽ có những cái phần bài tập chỉ gửi qua cho cái nhóm Zalo, vì tôi kết nối nhóm Zalo với phụ huynh học sinh. Thì các em thì nếu mà những em nào nó thật sự nó khỏe mạnh ấy, tức là nó không bị ảnh hưởng của dịch bệnh nặng lắm ấy, thì các em chắc chắn nó sẽ theo học kịp đối với cái chương trình. Từ sau Tết Nguyên Đán, số ca nhiễm COVID-19 trên địa bàn huyện Vĩnh Thạnh tăng cao, đặc biệt là trẻ em. Mỗi ngày, ngành giáo dục huyện ghi nhận từ 10 đến 15 ca nhiễm COVID-19. Tại trường tiểu học thị trấn Vĩnh Thạnh hiện có 32 em học sinh nhiễm COVID-19. Do vậy, tỷ lệ học sinh đến trường giảm đáng kể. Cháu đi học, cháu thấy rất là lo lắng do dịch bệnh nhiều, cho nên là nghe theo lời thầy cô cháu thực hiện 5K để chống dịch. Với phương châm chủ động thích ứng linh hoạt an toàn trong điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vĩnh Thạnh đã chỉ đạo các nhà trường tuyệt đối không chủ quan lơ là trong công tác phòng chống dịch, chủ động linh hoạt trong xây dựng, triển khai kế hoạch dạy học, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống dịch bệnh có thể xảy ra. Theo cái hướng dẫn của Bộ Y tế cũng như là các cơ quan chức năng của huyện, thì Phòng Giáo dục đã chỉ đạo là các trường, là thứ nhất là những học sinh mà có kết quả là dương tính, tức là sau khi mà test rồi các em thì thực hiện là cho các em cách ly tại nhà và điều trị. Ở thị trấn thì hiện nay là cái trường mầm non thì các em dưới 3 tuổi là ở nhà và được nhà trường hướng dẫn chăm sóc tại nhà cho phụ huynh. Còn đối với trường tiểu học thì là những lớp mà học 24 ngày thì Phòng Giáo dục cũng chỉ đạo là tổ chức học một buổi trên ngày. Và không tất cả đối với cấp tiểu học cũng như trung học cơ sở là không tổ chức các hoạt động ngoại khóa. Với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, vượt qua khó khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ kép, ngành giáo dục và đào tạo huyện Vĩnh Thạnh đang quyết liệt thực hiện đồng bộ các giải pháp để hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu, kế hoạch năm học. Đồng thời tiếp tục chủ động linh hoạt trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, nỗ lực xây dựng trường học an toàn trong tình hình mới.